em nói anh, em là người người thành phố về đây em mua nhà em ở, nhưng mà thấy cảnh tệ nạn cờ bạc ở đây nó diễn ra hàng ngày trước mắt nhà em luôn. Đúng rồi. Ở đây là coi như người già người lớn, miễn là có tiền là đi vô quánh túi sắt cũng được, kéo một chén là mấy triệu bạc. Là theo như là công an địa phương với công an huyện Hóc Môn là nó di dời dân ra, nó sợ là lạc đạn bảo toàn. Bây giờ ở đây mình thấy có mấy hộ à. Còn cái thằng em mà nó mới chạy ngang nãy, nó trong cái hầm cá này nè, nó tên thằng Hà, nó mới chạy ngang, tôi quên hỏi nó là cái bữa chiều đó không biết có di dời vợ chồng nó hay không, tôi không biết. Hôm nay tôi vô tôi câu với tôi cũng hỏi vợ chồng, tôi hỏi ví dụ giả sử như bữa chiều 13 em ở ngoài hầm cá Giải Trí Tân Hiệp mà không biết nó có di dời vợ chồng em ra coi nơi cư trú không, cái đó tôi không hỏi. Nhưng mà cái này đích thân tôi nghe vợ chồng anh Năm quán nước mía ở đây là buổi sáng 14 tôi vô tôi hỏi là anh Năm anh ta là chính xác luôn, anh nói là nó thật là tôi không hay biết gì. Đó thì ngay cho cái điểm mà cho cái cối sai là theo như địa hình người ta chỉ là chỗ đó là chính xác, bởi vì chỗ này là nó rất trống, bên đây nó có hàng rào ranh, nó đây bên đây là nó hai lô đất khác nhau, vì hồi xưa chỗ này là nó tạc tượng mà nó làm nó xây đá nó tạc tượng nằm ở đó cái điểm ngay chỗ cái đống cối sai đàn đó, ngay chỗ đó rồi đóng kia đó đó ngay chỗ rậm rạp, ngay chỗ rậm rạp. Còn cái nhà mà cái nhà lầu của người ta nó cái biệt thự người ta bỏ hoang, cửa người ta đóng hết rồi. Nó phải căn đó thì nó cũng dính liền cái khu đất, nó dính liền với cái khu đất mà nó nằm trong nhà tôn nó nó nằm trong điểm rơi. Còn người ta cái nhà lầu người ta bỏ quen mà ta đóng cửa hết là khó công sao rồi đó. Thì cái đó thì nó thẳng ra mình nói tóm tắt như vậy, không phải nói theo như cái sự việc mà tướng thị nó ở đây hồi nào mình không biết, mình người dân không ai biết được. Nhưng mà theo như tôi biết mà nếu mà nó ở lâu, xảy ra vụ án từ cái bữa mùng 5 Tết đó là ngày 29 đó. Thì cái bữa ngày rằm tháng Giêng vừa rồi 14 với rằm tụi tôi câu trực tiếp ở đây là anh em ở đây đông lắm, cũng khoảng mười mấy người, là chỉ có nói chuyện vui vẻ về vấn đề tướng kỹ thôi. Nếu mà tụi tôi phát âm nói như vậy là nó có thể cách đó khoảng chừng 40-50 mét là nó nghe hết. Nếu mà nó ở lâu là nó nghe hết. Nhưng mà mình người dân mình đâu có gì đâu mình sợ, mình biết nó ở đâu, nó ở trước mặt hay là sau lưng vẫn biết, mà mình chỉ bình luận đúng thôi. Em nghe cái ông Ba Dứt á, là ba con Nông Thị á, nói kể lại ông cũng nhậu chung với ông Sáu là gần nhà em. Ông nói hôm đó là nó quýnh bài thua xong về, bây giờ nó nhậu hơn một tăng nữa. Nó thua bao nhiêu tiền? Nó thua cũng mấy trăm triệu rồi, 400-500 gì rồi. Tại vì lắc tài xỉu á, là đậu ra là phải từ 100 cho lên mấy cái để lắc. Mà tới ván cuối cùng á, là nó không còn tiền nữa, hết tiền rồi. Đâu có đủ tiền trong đâu, ta mới không cho. Nhưng mà tôi nói thẳng vậy nè, tôi nói đây là có mọi người ở đây, tôi nói rõ ràng, tôi nói sự thật luôn. Tối xảy ra án mạng của tướng Kỷ tại đây là đêm tối 13, là đêm 14 rạng sáng. Thì bắt đầu 6 giờ mấy tôi có tới hiện trường chỗ này, nhưng mà tôi vô không được, bởi vì tỉnh lộ 15 này nó bị phong tỏa hết. Rồi bắt đầu tôi mới nhớ là những cái con đường mà mình vô đây, thì tôi đi câu ở đây tôi rất quen biết, tôi mới đi vòng ngõ Võ Văn Bích á, tôi mới lên múc ở trên chợ sáng Tân Thành Đông, tôi mới đổ dốc về ngay chỗ mà ngã ba chỗ đường Kim Cương, tôi mới vô cầu Cổ Cò đây nè, tôi mới chạy mấy cái đập này vô tới đây, tôi mới vô nhà cho Năm. Rồi tôi nằm ở tại sáng 14 tây tháng 2 tôi nằm tại quán nước mía của anh Năm là cho tới 9 giờ tôi mới ra về, cũng ra ngay tỉnh lộ 15 ra về ngay chỗ cây xăng cũng bình thường chứ không có gì. Bởi nhiều khi mọi người dân ở ngoài hiếu kỳ ta đứng ta coi ta nói tại sao ông này ông vô được cái đường này, thì nó thẳng là chỉ có đường tôi đi câu thường tôi mới biết, chứ ngoài ta không ai biết con đường này vô. Đi ở trên dốc Thành Đông là nó chặn cho nó làm rào cản, ngay cây xăng chỗ này nó làm rào cản, thì hỏi chứ anh em cô bác đi vô ngõ nào để lọt vô cái khu này. Là tôi mới đi vòng Võ Văn Bích đó, tôi đi lên múc ở trên chợ sáng Tân Thành Đông đó, là cũng khoảng 5-6 cây số tôi mới vòng về cầu Cổ Cò cái này nè, tôi vòng vô đây là 6-7 cây số nữa tôi mới vô được cái cầu Thầy Tưởng, tôi mới vô cái quán nước mía người quen vậy thôi. Tôi có mà tôi nói là cái quán ngay đầu này nè, ngay quay đầu này luôn. Mày đây mày cầu Thầy Tưởng mà đi ra là mày thấy quán nước mía. Em ở ấp 4 ở ngay chỗ tổ 11, địa bàn của em ở là có một cái nhà là chuyên gia quýnh bài tiếng sắt từ sáng cho tới chiều tối. Bởi vì mấy cái ngày đó là tôi trực tiếp ra Trung An ở ngoài rảnh mình ra ngoài chơi, mình cũng thu thập tin tức rồi mình coi làm sao coi ngành chức trách công an có bắt được chưa. Thì mình ra ngoài mình thấy địa bàn Trung An ngoài nó quá rộng, cây cối um tùm. Nhưng mà không ngờ là bây giờ nó đã trốn ngay chỗ cái kinh ngay chỗ cầu Thị Thưởng chỗ này, mình thấy nó cũng đột xuất quá, bất ngờ quá.
chứ cái điểm này nói thật với em là chú không phải chú nói ấy, chứ điểm này chỗ nào chú cũng biết, bị chú câu đi lâu rồi, ngày và đêm luôn. Nói chung ra thì bây giờ mới biết nó chết cho cái đoạn này, cho đoạn này tôi mới biết, chứ cái đoạn này là tụi tôi thẳng là câu ngày nào cũng câu hết á. Thôi về trưa rồi. Cho nên tôi nói thẳng chỉ có bữa nay tôi không câu nè.